đặt bậy cái hiệu quả ngay các bạn ạ. Đấy, 2 ngày mỗi ngày dính một bé. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Nay gần 12 giờ đêm rồi, mình mới lên cho các bé ăn được. Nay mải đi thể thao bóng đá quá nên là giờ mới về mới cho các bé ăn. Đấy, các bé vẫn ok. Đấy, và tin vui là hôm nay vừa lên trên AV thì mình phát hiện đây này, các bạn nhìn xem, sau bao ngày chim cút đã nở được, đã đẻ được một quả trứng đầu tiên rồi nha các bạn nha. Lứa chim cút này là có ít nhất là cũng phải có được 3 bạn, 5 bạn thì là 3 bạn là mái. Hứa hẹn đây, bạn này trống này, hứa hẹn là sẽ có một mùa thu hoạch trứng cút bội thu. Chào két. Két ơi. Két à? Két ơi. Lông lá bạn này mới mọc, mới trông hơi bị tành toàng tí nhỉ. Lông lá hơi xấu tí. Đấy, đi chơi chán rồi bây giờ mới về mới cho bón cho vợ ăn đấy, buồn lắm cả anh ạ. Ngày nào cũng vột ra ngoài sao nào. 2 4 6 8 vẫn 8 quả các bạn nghe theo. Chim cút ấy, chim cút trống nó gáy đấy các bạn, nó gáy, nó gọi gái, kết đấy, cái đôi. Còn bên này thì đây đó ok rồi, đôi này là chuẩn rồi, mình sẽ chuẩn bị sắp tới là sẽ tách đấy nhá. Đang bón cho nhau ăn nè, tuyệt vời rồi. Lại thêm một đôi yến phụng nữa đấy, đang bấm cho nhau ăn là chứng tỏ là đã kết đôi với nhau rồi đấy. Rồi, con nào đấy, đúng bạn này trống luôn các bạn ạ, gáy rất to. Cu gáy cũng chuẩn bị cũng phải ghép đôi tách ra rồi đấy, đang gáy gù rất là nhiều luôn. Đây còn bé bên này là đẻ trứng, đẻ một quả trứng với lại đang chăm con này, vẫn còn có trứng đây. Sang bên bé này nhá, bên bé này không biết là ấp có được quả nào có cồ hay không đây. 2 4 5 quả. Nay mình bận muộn rồi, không soi nữa, để mai ngày kia mình có thời gian mình soi xem là nó có cồ không. Đây cho các bạn xem cá 7 màu của mình đây. Đấy, đàn cá 7 màu sau 2 ngày về với lại thùng xốp, phát triển tương đối tốt. Hôm qua mình mới cho ăn, hôm qua là ngày thứ 2, hôm nay ngày thứ 3 rồi. Đấy, qua cho ăn tí giờ nó hơi sạch. Còn rồng của mình sao nào, mời các bạn tham quan rồng của mình nha, xem nào. Úi giời, nằm này, chân tay này, nó nằm cái kiểu này, trông như kiểu là thăng rồi đấy. tư thế được ấy. Đó, thay nước thay cho thức ăn thôi nha. Rùa đây các bạn này, rùa bẩn nhanh bẩn lắm, nước ngày thay một lần, một hoặc hai lần. Bé này bé gù rồi, bé này một mình một chuồng đang gù. Bố mẹ ra ngoài đây, bây giờ vừa mới bắt vào, bây giờ mới cho con ăn này, để con chết đói. Ra ngoài hơi cửa lồng mình đóng chưa kín cho nên là hai bố mẹ là bay ra ngoài mà không chui được vào, nên bây giờ mới về mới cho con ăn này. Đây đẻ được 2 trứng rồi các bạn ạ, đẻ 2 trứng rồi. Con thì đang bị tật ở chân, khổ thân em bé.
chưa thấy thêm một quả trứng trứng cút nào, mình mới phát hiện có một quả trứng cút thôi. À, nhưng mà tín hiệu vui rồi, có trứng là tốt rồi. Rồi ok các bạn ơi, mình xử lý cái bé tí này đã, xong rồi cho các bé đấy ăn đã nha. À, hôm nay mình sẽ quay, xin phép quay ít thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Tạm biệt các bạn nha.